Nơ sinh ơi, trên đầu kính cận có tóc bạc kìa. Đâu hả Bo? Ôi nhầm rồi, đúng là tóc đen thật, ha ha. Hừm, nhưng mà lỡ đầu tớ có tóc bạc thật thì sao? Cậu thử tìm lại đi. Hở? Ừ, để tớ thử tìm lại. Tại vì khi tóc trắng... Con chào bố ạ, để con nhổ tóc trắng cho bố nhé ạ. Hi hi. Vừa đi học về mà sao con không ra ngoài chơi với bạn? Con muốn nhổ tóc trắng cho bố để bố trông như được trẻ lại. Nếu nhổ được nhiều thì bố lại mua cho con một món đồ chơi nhé. Hi hi. Ha ha. Con cứ nhổ đi xem được bao nhiêu cái. Ôi, con nhổ siêu thật. Thế này đầu bố hết sạch tóc mất. Ý bố là đầu bố hết sạch tóc trắng rồi. Cảm ơn nơ sinh. Ngày mai bố sẽ mua đồ chơi cho con nhé. Hi hi, con cảm ơn bố. Ôi, con nhổ nhiều tóc thế này cơ á. Mai bố mua cho con một em búp bê nhé. Ừ, bố nhớ rồi. Ôi, đến giờ rồi, cháu nhà tớ lại đi học về, lại nhổ tóc trắng cho tớ đây mà. Nếu nhổ tóc trắng rồi thì các tóc mọc lại vẫn hoàn lại là màu trắng thôi. Ừ, vì không thể mọc lại tóc đen được, nên tớ mới đi nhuộm mái tóc thành màu đen này đấy. Ông Ngô ơi. Hello nơ sinh, tớ đây. Sao trông cậu buồn thế? Này bóng ngố, có phải nếu tớ nhổ tóc trắng trên đầu đi, tóc mọc lại vẫn sẽ là tóc trắng đúng không? Đúng vậy, nơ sinh ạ. Hu hu, tại sao vậy? Dưới nang tóc có một tế bào mẹ để sản xuất tóc không ngừng nghỉ. Chúng tạo ra những sợi tóc màu trắng, còn các tế bào màu đen sẽ đến thêm màu cho những sợi tóc đó. Nhưng người ta do tuổi tác làm lão hóa, khiến các tế bào sản xuất màu đen cho tóc biến mất dần. Chúng không còn muốn làm việc đó nữa. Bởi vậy, dần dần những sợi tóc mới được sinh ra chỉ toàn là màu trắng. Vậy việc nhổ tóc trắng cho bố tớ quả là vô ích. Nơ sinh đừng lo lắng, hai cũng vậy thôi mà. Nơ sinh ơi, con sao thế? Sao chiều nay con không nhổ tóc cho bố? Dạ, nếu con nhổ tóc trắng cho bố thì ngần ấy tóc trắng trên đầu vẫn sẽ mọc trở lại thôi ạ. Bố cũng biết rồi, không sao đâu nơ sinh. Ngày xưa vì yêu quý bà nội nên bố vẫn thường nhổ tóc trắng cho bà đó. Sau này dù bố có hiểu ra, bà vẫn muốn bố ngồi nhổ tóc trắng cho bà. Bố cũng vui sướng biết bao khi nhớ về ngày ấy. Bố rè, cậu đúng là có tóc trắng trên đầu này. Hai ba cái rất to, nhổ không? Không, cứ để trên đầu kính cận đi. Kính cận sẽ trông giống nhà khoa học hơn đấy. Ha ha. Ây, trông tớ giống ông lão thì đúng hơn ý, ha ha.